Làm thế nào để vượt qua nỗi đau mất người thân, nhất là cha mẹ mình đã sinh? Làm phước hồi hướng cho cha mẹ đã mất có hiệu quả không? Và làm thế nào để hồi hướng phước đúng pháp, đúng kinh điển là thật dài? Cái này thì sư đã nói nhiều rồi, xin nhắc lại một lần nữa thôi. Chúng ta phải thực hành nhé. Tại vì nếu chúng ta không thực hành thì mọi lời nói chỉ là nói suông. Thực hành như thế nào? Nhớ dùm. Cái sự vô thường, sự khổ, sự vô ngã, sự chết chóc, sự chia ly không phải chỉ đến riêng với gia đình của mình, mà nó đến với tất cả mọi người, nó đến với tất cả ai. Cho nên mình phải sẵn sàng. Cha mẹ mình còn sống thì mình phải chuẩn bị tâm lý trước là vào một thời điểm bất ngờ nào đó họ rồi cũng phải đi thôi. Quý vị để ý đi, suy nghĩ là nếu như lớn rồi thì quý vị sẽ thấy cái chuyện này. Đó là những gia đình mà có người bệnh trầm kha, bệnh năm này qua năm nọ, mà mình gọi là bệnh khổ con khổ cháu đó, thì đến khi mà cái người đó họ chết đó, khi người đó họ chết đó, gia đình họ không có buồn mấy, không có buồn mấy. Mình không thể nào nói họ vô ơn được, thì chẳng qua họ cũng chuẩn bị tâm lý rồi, họ chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên khi cái sự nó xảy ra đó, họ không có bất ngờ. Mình cũng vậy, người thân của mình phải chuẩn bị tâm lý, đó là rồi thì trước sau gì cũng phải chia ly thôi. Đó là cha mẹ mình, đó là con mình, đó là anh chị mình, đó là người thân mình, trước sau gì cũng chia ly thôi. Nó không riêng bất cứ ai nha, không riêng bất cứ ai. Thành thử mỗi lần á, nhìn cha nhìn mẹ mình phải chuẩn bị tâm lý trước, mà Phật pháp gọi là quán tưởng. Thì khi mình có sự chuẩn bị như vậy, đến hồi mình đối diện với sự thật thì mình đỡ hụt hẫng. Còn khi cái sự đã rồi thì mình cũng phải tiếp tục mình suy tư rằng đây là cái chuyện hiển nhiên, duyên còn thì hợp, mà duyên hết thì tan. Cuộc đời của sư thì do sư là một ông sư, cho nên sư cũng chia tay rất là nhiều người, tiễn đưa rất là nhiều người. Trong số đó có rất nhiều những người mà sư thương. Thương ở đây là thương trong vai trò một ông sư, chứ không phải thương cái kiểu mà nam nữ. Cho nên khi mà nhận cái tin mà họ qua đời, sư có ngạc nhiên, sư có thương, nhưng mà sư không bất ngờ. Tại vì mình biết là mọi chuyện vốn dĩ nó phải như vậy, nhân duyên nó phải như vậy thôi. Hồi xưa sư có nuôi, hồi chưa xuất gia có hai nuôi hai con chó dễ thương lắm. Thương nó như con vậy đó, thương như con. Đến cái mức độ mà phải nói là mình ăn cái gì mình cho nó ăn cái đó, cái gì mà mình ăn không được nó không có cho nó ăn, thương tới mức độ thương ghê lắm. Nhưng mà nó bị người ta bắt đi, thì người ta bắt đi, thì khi mà sáng mở mắt dậy mình biết ai bắt ha, biết ai bắt, nhưng mà mở mắt dậy thấy nó mất rồi, thì chỉ đơn giản là duyên còn thì đến, mà duyên hết thì tan thôi. Chúng sanh ở thế gian vốn dĩ chính là như vậy. Thành ra là mình cũng đã hụt hẫng. Rồi sư cũng tiễn đưa những cái người rất là thân trong gia đình, đấy, rồi những Phật tử rất là thân, thì mình cũng phải hiểu đó là duyên hết thì phải chia ly thôi.
Cái quan trọng là mình làm cái gì để mình hồi hướng phước cho người đã quá vãng kìa. Cái đó mới quan trọng. Chứ còn theo kinh ấy, toàn bộ những sự buồn phiền, khóc lóc, than van, mọi việc đều là vô ích nha. Mọi việc đều là vô ích, bởi vì họ không được cái gì hết nha. Người thân của mình nó không được cái gì hết. Và trong để xin nhớ coi, nó không nhớ, nó nằm ở trường bộ hay là trung bộ. Có một người cư sĩ, người Bà La Môn đến hỏi Thế Tôn là khi mà làm phước, hồi hướng phước đến cho thân bằng quyến thuộc như vậy đó, thì thân bằng quyến thuộc có nhận được hay không? Đức Thế Tôn có trả lời như thế này: nếu như đó thân bằng quyến thuộc của chúng ta đó tái sanh vào địa ngục, thì chúng sanh ở địa ngục đó, họ có cái loại thực phẩm của họ, cho nên là cái việc mình hồi hướng họ không nhận được. Khi mà chúng sanh đó, người thân của mình đó, tái sanh làm loài thú hay làm loài người, thì họ cũng không biết mình có hồi hướng phước cho họ, và họ cũng có loại thực phẩm riêng cho mình, cho nên họ cũng không có hưởng được. Khi thân bằng quyến thuộc của mình tái sanh làm chư thiên, thì chư thiên họ cũng có loại thực phẩm của mình, cho nên là việc mình hồi hướng họ cũng không có thọ hưởng được. Nhưng mà nếu như thân bằng quyến thuộc của mình tái sanh làm loài ngạ quỷ, thì họ có thể hưởng được phước hồi hướng. Đương nhiên, không phải loại ngạ quỷ nào cũng hưởng được phước hồi hướng. Chỉ có loài ngạ quỷ đó, thứ nhất là không có lòng bỏng sẻn khi trong cái kiếp mà còn là người đó, họ không có lòng bỏng sẻn. Cái thứ hai là có niềm tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, thì như vậy đó, khi làm ngạ quỷ đó thì mới có khả năng nhận được phước hồi hướng. Và Đức Thế Tôn có nói một câu như thế này nữa: trong dòng sinh tử luân hồi, không chúng ta trong số vô số thân bằng quyến thuộc của chúng ta, chắc chắn là có một số lượng không ít hiện tại đang tái sanh làm loài ngạ quỷ, có khả năng hưởng được phước hồi hướng. Cho nên ấy, nếu như mà quý vị hỏi cụ thể cha tôi Nguyễn Văn A, mẹ tôi Nguyễn Thị B của đời này nha, của đời này, khi mà tôi làm phước hồi hướng như vậy có hưởng được hay không, thì nó thẳng là không biết, tại vì bây giờ chúng ta không có thần thông. Tuy nhiên, chúng ta có vô số những người cha, người mẹ ở vô số kiếp trước trong dòng sinh tử luân hồi, mà trong số đó chắc chắn là có những người cha, người mẹ đang chịu khổ cảnh mà có thể nhận được phước hồi hướng. Chính bởi vì như vậy, cái việc mà chúng ta làm phước hồi hướng thì nó không phải là vô ích. Còn làm sao để mà hồi hướng đúng pháp, đúng kinh điển á, thì nếu mà gọi là đúng pháp á, thì quý vị cứ bố thí cúng dường đến bất cứ ai nha. Trong ngạ quỷ sự á, có một cái con ngạ quỷ, hồi nó còn sống á, nó còn là loài người đấy, nó không biết làm, không biết bố thí cúng dường nha. Cho nên là nó có một cái kho báu, có một cái rương đựng tiền, nhưng mà nó chết rồi đó, thì nó bỏ phí đi và nó phải chịu cái cảnh khổ trong cái kiếp ngạ quỷ. Khi một vị tỳ kheo đi ngang qua đó, thì con xin nhớ không biết là vị tỳ kheo hay là một thương nhân, nói chung á, là có người đi ngang qua, thì nó mình gọi là báo mộng, xin nhờ là có cái người thân, nó có người thân á, thì hãy báo giùm cho người thân của nó đào cái hũ vàng lên
và thay mặt nó bố thí cúng dường. Thì cái người này mới đến gặp cái người thân của con ngạ quỷ, nhờ nhờ con ngạ quỷ nhờ cái người thân á, đào cái hũ vàng lên và làm một cái cuộc bố thí cúng dường. Và sau khi bố thí cúng dường, đương nhiên là có khi trong số đó là đa phần là người nghèo, người ăn xin. Thì sau khi bố thí cúng dường hồi hướng phước cho con ngạ quỷ, thì sau đó đó con ngạ quỷ tái sanh làm một vị trời. Cho nên là quý vị có thể đem tài sản của thân bằng quyến thuộc vừa mới mất mình ấy, nhân danh người thân của mình, đem bố thí cúng dường nha. Đừng có tiếc của, bởi vì tài sản đó vốn dĩ là của họ, họ chết họ không đem theo được, thì mình thương thì mình nên đem tài sản đó đem mang tới cho họ giùm, tức là nhân danh thân bằng quyến thuộc của mình, bố thí cúng dường, sau đó hồi hướng phước cho thân bằng quyến thuộc của mình vừa mới mất. Đấy, còn cái sự kiện của vua Bimbisara thì nó quá nổi tiếng rồi, tức là thân bằng quyến thuộc đến than khóc và xin vua Bimbisara, thì vua Bimbisara đó làm một cái cuộc đại lễ trai tăng cúng dường đến Đức Thế Tôn và tăng đoàn, sau đó hồi hướng phước đến cho thân bằng quyến thuộc. Nhờ như vậy đó, thân bằng quyến thuộc của vua Bimbisara thoát khỏi kiếp ngạ quỷ và tái sanh về cõi trời.